được những kết quả khả quan khích lệ. Ông tập trung nghiên cứu khả năng ném bom chính xác từ độ cao lớn. Với các quả bom nặng 1.000 kg, hạ từ độ cao 3.500 m. Các thí nghiệm của ông đã mang lại kết quả xuất sắc. Những con tàu bị đánh chìm. Từ đó, vai trò của không quân được nhìn nhận nghiêm túc. Ngày 1 tháng 4 năm 1921, Hải quân Mỹ đã ký hợp đồng đầu tiên của mình với nhà máy Donald Douglas để mua 3 máy bay ném bom phóng từ lôi đầy tẩy Douglas. Máy bay này được làm bằng thép, nhôm và gỗ, đạt tốc độ gần 170 km/h và có thể được lắp các bánh xe hoặc pháo để hạ cánh trên mặt nước.